mừng quý vị khán giả của Talk Show Trò Chuyện Cùng Trúc Diễm. Quý vị khán giả thân mến, khách mời của ngày hôm nay không chỉ bản thân anh là một người nghệ sĩ rất được nhiều người yêu mến, mà anh còn là một người nghệ sĩ nổi tiếng với rất nhiều sự kết hợp với rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. Xin giới thiệu nghệ sĩ Hoài Tâm. Ba ơi ba, cái vụ mà cố vấn tổng thống cho Obama con thấy không được nha ba. Tại sao không? Rủ khi người ta hỏi con là ông Obama, ông thủy tán xác, ông Bin Laden ở biển nào rồi con biết đâu con trả lời. Thằng này không có biết gì hết. Dễ ẹt. Dễ gì? Mày chỉ cần trả lời là xác ông Bin Laden ở biển Vũng Tàu được rồi. Con lại ba. Cái gì? Bên Mỹ là chỉ có biển Vũng Tàu. Thì biển nào nó cũng trôi về đây thôi. Mày không biết nổi con mẹ gì hết trơn. Hello, chào Trúc Diễm và Hoài Tâm cũng xin chào quý vị khán thính giả thân thương của Trúc Diễm Show. Trò chuyện cùng Trúc Diễm ha. Dạ vâng, trò chuyện cùng Trúc Diễm hay Trúc Diễm Show đều ok. Anh khỏe không anh Tâm? Anh hả, một ngày như mọi ngày em. Dạ, ngày nào anh cũng khỏe hết. Dạ. Ngày nào anh cũng khỏe. Nhưng mà người ta nói lan huệ sầu ai lan huệ héo. Lan huệ sầu đời thì trong héo ngoài cũng phải tươi. Hay quá, hay quá. Bây giờ không biết là nên cho lan huệ héo hay lan huệ tươi đây. Anh thì hôm nay mà rất tươi. Dạ. Rất tươi hả? Rất tươi. Bây giờ mình sẽ coi tươi hay héo, bởi vì vần đầu tiên của talk show chính là một mini game nhỏ. I'm ready. Rồi, bây giờ em sẽ gửi cái gì? Một cái bảng. Là gì như vậy đây? Yes chơi, or no? Em chơi chung với anh cho vui. Rồi. Nghĩa là sao? Cái này là gì đây? Yes or no? Yes hay no? Yes hay no? Và cái game của mình nó có cái tên gọi là Có bao giờ bạn 3 chấm. Ok. 3 chấm. Có bao giờ. Ok. Rồi anh hiểu rồi. Cứ như là rồi. Mình có bao giờ mình làm một cái gì đó chưa đó đúng không? Và anh trả lời yes hoặc no. Em sẽ chơi chung với anh cho vui, nhưng mà chủ yếu là anh thôi. Mình chỉ có yes hay no, mình có cần phải giải thích không? Có, anh muốn giải thích. Anh cứ giải thích cái câu nào mà anh thấy là anh muốn giải thích minh oan cho chính bản thân của mình. Tại sao mình trả lời yes, tại sao mình trả lời no, tại sao không? Ok. Rồi cái những câu hỏi này mình phải là trả lời thật lòng từ tận đáy lòng của con tim mình đúng không? Đúng rồi. Từ tận bên trong cái nhụy bông lan và cái nhụy bông huệ. Ok, rồi. Có bao giờ bạn 3 chấm xin được phép bắt đầu? Tôi rung quá trời. Em rung theo luôn. Câu đầu tiên. Có bao giờ bạn copy bài khi còn đi học chưa? Giơ lên anh ơi, giơ lên anh ơi. Nhanh. Yes. Thôi mà đừng có làm con ngoan trò giỏi ở đây làm gì. Không phải một lần mà rất rất nhiều lần. Nghĩ chứ suốt cuộc đời học sinh chắc ai cũng phải có một hai lần. Đúng rồi. Còn riêng Tâm thì rất nhiều lần. Hồi xưa anh học toán lý hóa lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 anh học rất là dở. Dạ. Nhưng mà sau đó em biết lớp 8, lớp 9 mình hay có những cái chương trình mà học nhóm á. Dạ. Thì người bạn lớp trưởng của anh kèm anh rất là dữ, tại vì có một đoạn anh bị ham chơi xong rồi anh không có học tốt, thì cái người bạn lớp trưởng đó của anh kèm anh, thì sau khi kèm anh 2 năm từ lớp 8 và lớp 9 thì lúc mà thả anh ra anh như con quỷ tuyệt giỏi xuất sắc, không phải tự khen mình chứ. Nhưng em vẫn copy bài. Nhưng em vẫn rất là copy bài rất là... Ông copy ở Việt Nam là có, nhưng mà qua Mỹ thì thắc cái in sự mà independent á. Yeah. Bắt đầu mình learning được cái chữ independent. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Vâng, và câu kế tiếp cũng khá là liên quan, đó chính là có bao giờ bạn ăn trứng ngỗng khi làm bài kiểm tra chưa? Có nghĩa là bị điểm không đó. Có một lần. Thì giơ lên có. Có, yes. Sao em giỏi vậy? Trời ơi, người ta anh ta copy bài có tâm rồi mà. Hay quá vậy. Anh nhớ một cái kỷ niệm này rất là kể cho Diễm với là quý vị nghe luôn. Là cái lần đó là em kiểm tra một tiết lớp 9. Yeah. Thì em làm một cái bài kiểm tra đó xong xuôi thì anh như là em được khoảng 4 điểm hay sao đó. Thì thầy chủ nhiệm là thầy giáo dạy toán luôn. Thì thầy mới lên thầy giảng hết lại từ đầu đến cuối. Xong rồi thầy nói là cho cơ hội để tụi em kiểu như là retake lại cái test đó. Yeah. Thì sau khi thầy giải thích xong rồi thầy chỉ đổi con số thôi em. Yeah. Rồi cho mình retake lại. À. Thì anh không biết là anh làm cái gì trong đó mà anh quật quẹt làm sao đó, cuối cùng ra từ 4 điểm mà nó còn có 0 điểm. Wow, thật là xuất sắc quý vị ơi. Quá xuất sắc quý vị ơi. Rồi, quá xuất sắc. Giờ câu kế tiếp không có liên quan tới đừng có nói vụ học hành nên xấu hổ quá.
Vậy mà em thấy anh kể rất là tự hào. Không, nhưng mà anh tự hào là tại vì thật sự là cái là cái thời thơ ấu thôi. Nhưng mà suốt cái quá trình mà anh học lớp 10, lớp 11, lớp 12 và cả quá trình đại học thì anh là con ngoan trò giỏi em. Rồi, quý vị nhớ nói cái đó để đừng hiểu lầm anh Hoài Tâm nha quý vị. Câu kế tiếp đó chính là: có bao giờ bạn gọi điện thoại cho người yêu cũ khi say chưa? Chưa, no. Ô lộp, no no no. No. Anh rất kiềm chế trong cái vấn đề mà khi uống, nhất là anh chỉ uống khi nào anh vui thôi, anh không uống khi anh buồn. Anh quan trọng cái là chỉ uống rượu hay là vui chơi cái gì đó thì nó phải vui, còn lúc buồn thì anh không có thích dùng bia rượu, cho nên câu trả lời là no. No, ok, no. Câu kế tiếp: có bao giờ anh cho ai số điện thoại của mình mà không phải số của mình không? Cái này là yes, cái này là yes, nghĩa là ai biết câu hỏi là sao, là mình ta xin số phone mình mà mình không muốn cho cái mình cho cái số tiệm mình hay là gì đó, không phải là số chính của mình sao? Yes. Cái này em hiểu. Cái này không phải, tại vì vấn đề là tại vì nhiều khi rất nhiều người họ xin mình số phone cho một cái lý do gì đó không biết, cho nên là cái gì mà personal phone của mình thì nó phải limited lại. Em nghĩ không chỉ cá nhân anh mà có thể là cũng nhiều người. Anh nghĩ là em là em nãy cũng yes đúng không? Đúng, em là phải nên có, nhất là người đẹp. Dạ, em cho số của mẹ em không à? Nên là gọi điện thoại là nói chuyện được với mẹ em. Có người tiếp chuyện đàng hoàng nhưng mà không tiếp được với Diễm. Rồi câu kế tiếp đó chính là: có bao giờ bạn yêu đơn phương ai đó chưa? Tìm đơn phương. Yes. Trời, cái này chắc ai cũng phải có chứ. Dạ, cũng phải say nắng một hai lần. Dạ, đúng không em? Em mà người đẹp vậy mà em cũng bị nữa hả? Dạ, hồi nhỏ anh ơi. Hồi nhỏ thôi, còn giờ lớn là người ta yêu đơn phương lại mình hả? Giờ em cũng không biết nữa. Giờ chắc em ở giá quá. Tại vì nếu mà ta yêu đơn phương, người ta đâu có nói mình nghe, mình cũng không biết phải không? Đúng rồi. Anh thì dạ có, với cái nhan sắc này dạ yêu đơn phương cũng rất nhiều lần. Nhưng mà với cái sự duyên dáng này không thể nào mà chỉ bị yêu đơn phương sẽ cua được đối phương thôi. Không, anh nghĩ cái tình yêu nó khó nói lắm em. Tại vì nhiều khi người ta cái đối tượng người ta looking for một cái gì đó khác. Người ta đâu có looking for cái niềm vui. Người ta cũng cái duyên dáng. Đôi lúc người ta cần cái sắc đẹp, đôi lúc người ta cần tiền tài, đôi lúc người ta cần một cái người gì, một cái có người có nhiều chất IQ rồi này nọ, khó nói lắm em. Dạ. Có đôi khi người ta cần sự mặn mà. Đúng rồi. Dạ, đôi lúc giống như mặn mà thật sự là không, anh thì cũng có chút mặn thôi tại vì anh bán mắm mà, nhưng mà nó không mặn. Tại em nói mặn mà thì cũng giỡn với anh thôi. Câu kế tiếp đó. Ủa mà mình có bao nhiêu câu? Sao có nhiều câu vậy? Sắp hết rồi. Ok. Có bao giờ bạn gửi ảnh sexy cho người yêu chưa? Hãy trả lời thiệt lòng. Làm ơn. Cái này hai đứa đồng cảm nha. Được. Yes. Quý vị muốn nghĩ sao đó nghĩ. Dạ, đối với quý vị như thế nào là sexy đó là chuyện của quý vị. Còn em thì em chỉ biết trả lời yes. Còn em yes cỡ nào, dạ, cái đó là giấu lại để lần sau đi. Có show trước Diễm sao em sẽ nói. Nếu câu hỏi đi theo hơn. Rồi, câu kế tiếp chính là: có bao giờ bạn block ai đó trên mạng xã hội chưa? Ui, cái này nhiều. Yes. Em block nhiều không anh? Nhiều lắm em. Đôi nhất là Facebook rồi này nọ. Đôi lúc có những cái tin nhắn anh đọc xong anh cũng xỉu. Và những cái hình anh coi xong anh cũng xỉu luôn. Dạ, cho nên anh phải block. Ok, vậy là không phải chỉ có một người nghệ sĩ nữ mới bị, nhưng mà nghệ sĩ nam cũng bị. Dạ, có nhiều bạn thì ưu ái quá. Dạ, like đôi lúc quá. Anh cũng sợ cởi hình sexy cho anh nhiều quá. Cho nên anh không, nhưng mà dạ, mình không có trách được. Nhưng mà anyway thì nếu mình cảm thấy nó không có safety. Em cũng bị, em biết. Mà nữ thì chắc là bị nhiều hơn nam. Nữ thì bị nhiều hơn nam. Còn đôi lúc anh có thể handle được, anh vẫn handle được. Nhưng mà có những cái gì, cái case nào nó khó đỡ quá thì mình đỡ thôi. Và một câu hỏi cũng khá liên quan, đó chính là: có bao giờ anh cảm thấy buồn vì một bình luận tiêu cực nào đó trên mạng xã hội chưa? Có. Tại vì nghệ sĩ vẫn là người. Dạ, con nghệ sĩ vẫn là người. Và thật sự ra là cho dù mình cứng rắn đến cỡ nào đi nữa, mình biết nó ảo hay là mình biết đó là, nhưng mà mình vẫn bị một chút nào đó, nhất là các fan của mình rồi nè. Mình khó nói lắm em. Rồi, câu cuối cùng. Câu cuối cùng rồi quý vị. Có bao giờ anh nói tránh hoặc nói dối khi trả lời phỏng vấn chưa? Đây là một câu hỏi hết sức ngắt ngoéo.
À, đó phải cho nên em phải suy nghĩ nè quý vị, để anh nói thật à, nếu mà trên phỏng vấn thì phỏng vấn kiểu giống như vậy thì anh sẽ nói là no. Ừ. Nhưng mà ở ngoài đời thì đôi lúc anh có nói tránh. Em nói em có dùng từ là nói tránh. Nói tránh, thực sự nói tránh hay nói dối đối với anh à, anh cũng giống như nhau, nhưng mà mình có thể nói tránh, tại vì ở ngoài đời người ta nói nếu mà mình cái lời nói dối của mình hoặc là cái lời nói tránh của mình mà đừng có để tổn thương một người khác. Đúng. Thì mình cũng nên làm cái đó là ở ngoài đời. Còn giống như giờ trên đối với Tâm trên sân khấu hay là giống như phỏng vấn gì thì Tâm thấy không có nên nói tránh, nên thật. Dạ nãy giờ là như quý vị cũng thấy những cái câu trả lời của anh Tâm rất là hứng thú và rất là thật lòng, và sắp tới cái phần kế tiếp của talk show và sẽ bắt anh Tâm sẽ càng thật lòng hơn nữa. Hả? Và chúc Diễm và Tâm sẽ quay trở lại sau vài phút quảng cáo. Khán giả đang quay trở lại với phần 2 của talk show trò chuyện cùng Trúc Diễm. Và trong phần chia sẻ kỳ này, Trúc Diễm xin được hỏi thăm anh Hoài Tâm đôi điều. Em biết sao không? Anh thấy em lấy cái chữ yes or no đi rồi đó. Anh giống như là thả 1000 ký tạ xuống. Cho nên nãy em mới nói là thử anh coi là nhị hoa nó hôm nay nó héo hay nó tươi. Anh không biết bây giờ hồi nãy nói vậy thôi mà giờ thấy tươi hơn nè. Hồi nãy tươi giờ tươi hơn. Dạ tại vì thấy cái chữ yes or no dẹp đi rồi. Ủa? Bây giờ tại vì vấn đề là em kêu lên đây mà mình phải trả lời thật sự, mà bây giờ câu hỏi em giấu không biết em hỏi cái gì vậy nó mới vui đúng không? Chứ nếu mà anh biết hết anh chuẩn bị cũng hết, còn gì mà cái sự bất ngờ dành cho nghệ sĩ nữa. Mà rồi. Mai mốt nghe vậy thì đâu không muốn quay trở lại tóc sô quay thì sao. Ok dạ anh em hỏi cái nè, trước khi mà anh đến với hài kịch thì anh làm gì? Trước khi câu hỏi này dễ nè. Trước, chắc cậu quý vị đã coi rất là nhiều talk show mà Tâm đã làm, và Tâm tình nghệ sĩ thì trước khi làm nghệ sĩ thì Tâm là nhân viên kế toán văn phòng, Tâm là financial analyst cũng như là accounting finance cho công ty Mỹ. Dạ. Rồi trước khi làm nghệ sĩ hài thì dạ em là MC đám cưới. kiếm thêm buổi tối weekend. Yeah. Thương quá. MC đám cưới lúc đó, hồi đó là hát như 60 đồng đêm á. Tối thứ bảy, nhưng mà em được chạy 2 đêm, là coi như là nhớ khoảng năm 2001 2002 gì đó, thì mà tối thứ bảy chạy được 2 show là được 120. Có những tuần thì hát 1 show thì 60 đồng, 80 đô, 60 đồng, 80 đồng USD. Rồi cái cơ duyên nào mà dẫn anh đến với chuyển qua hài kịch? Chuyển ra hài kịch thì tại vì Tâm nhớ là năm đó là Tết năm 2003 thì ở bên Dallas á, cộng đồng người ta có một mấy cô chú anh chị nói là cần một tiết mục hài để kiểu như là đóng góp cho cộng đồng. Thì đầu anh với một cái cô đó là cô Hành Dung. Dạ. Cô ngày xưa cũng là diễn viên trong trường sân khấu nghệ thuật, cô học trong đó và cô có đi diễn. Giờ cô về hưu thì cô Tâm mới kết hợp với cô. Thì không ngờ là cái tiết mục kết hợp đó được rất là nhiều nhà báo, nhà đài ở Dallas, Arlington, Fort Worth thời đó rất là thích. Mà nói Hoài Tâm có, lúc đó không phải tên Hoài Tâm. Hoài Tâm không phải là tên thiệt. Dạ em có nghe, em có kiểu. Dạ dạ thì lúc đó thì mọi người nói là rất là dễ thương, có duyên rồi này nọ. Rồi đầu khi, nhưng mà chỉ tới đó thôi, đến lúc mà công ty dọn về bên California thì Tâm cũng theo công ty về bên California, thì từ đó mới tham gia vào vườn hoa nghệ thuật ở hải ngoại luôn, và chính thức là lúc đó tham gia văn nghệ vào 2004. Trong rất là nhiều những cái sự kết hợp của anh với những cái nghệ sĩ hài nổi tiếng của Việt Nam, dĩ nhiên bản thân của anh cũng rất là nổi tiếng. Nói thẳng là như vậy. Yeah. Thì không biết là đâu là cái lần kết hợp mà anh cảm thấy nhớ đời nhất. Ôi, dạ Tâm giống như nãy Diễm nói đó, anh may mắn là anh kết hợp được rất là với rất là tất cả nhiều anh chị em ca nghệ sĩ, diễn viên điện ảnh hay là phía bên hài của Tâm. Thì
cái lần kết hợp mà kỷ niệm nhớ đời. Kỷ nhớ đời nhất ấy, hả? Là Tâm nghĩ là cái lần đó Thành Như quay quay hình 120. Paris by Night 120, còn chút gì để nhớ ở bên Dallas. Lần đó thì Tâm kết hợp với Trường Giang, anh Chí Tài, Thúy Nga, anh Hoài Linh và Tâm. Thì thật sự cái thời gian lúc đó thì mấy anh em ở bên Việt Nam hết, chỉ có một mình Tâm ở bên hải ngoại thôi. Thì bay qua đây thì ráp đúng đúng một đêm cho cái kịch đó. Wow. Mà cái kịch bản thì mình đã lên trước rồi. Cái kịch bản thì có rồi, nhưng mà để anh em mà ráp chung lại đúng với rồi. Nhau rồi để chạy xuyên suốt chương trình thì cái lần đó là áp lực đối với Tâm nhất. Và khi là một mình Hoài Tâm mà đối ráp chung với bốn cây đại thụ của hài như là anh Hoài Linh, anh Chí Tài, Trường Giang và thêm Thúy Nga lúc đó nữa. Dạ, cho nên là lần đó là áp lực, nhưng mà thấy cái kịch đó mình nghe nói vui lắm và thật sự rất là được rất là nhiều view. Dạ, cho cái kịch đó không nhớ tên gì rồi, nhưng mà Tâm nhớ là bộ đồ lúc đó Tâm bận bộ đồ đỏ. Dạ. Rất là nhiều kim sa học lụ trên đó. Dạ. Tâm đóng bộ đồ. Tâm đóng vai con của má Chí Tài. Má Chí Tài nghĩa là bữa đó anh Chí Tài làm vai má Tâm. Dạ. Vậy còn khi mà cái cơ duyên nào mà dẫn anh đến sự kết hợp của anh đối với Trung Tâm Thúy Nga? Đó là lần vào cái show ngày 29 tháng 9 năm 2007. Thì lúc đó Tâm kết hợp với Việt Hương, thì Tâm diễn bên Atlantic City. Thì cái đêm đó là đêm đầu tiên Tâm với Việt Hương. Tâm gặp chú Ngạn trước đó rồi, nhưng mà lần đó là Tâm với Việt Hương đều gặp chú Ngạn ở Atlantic Show. Thì cái show đó bắt đầu, show đầu tiên là 11 giờ đêm và show thứ nhì là 3 giờ sáng. Wow, 3 giờ sáng. 3 giờ sáng là show thứ nhì. Và thật sự là 3.000 khán giả đã đến coi cái show đó đầu năm 2007. Thì sau chú Ngạn rất là thích cái vở kịch đó của Hương và Tâm, thì chú là người giới thiệu Việt Hương và Hoài Tâm đến với chị Thủy cũng như là Trung Tâm Thúy Nga. Thì bắt đầu từ cuốn Paris by Night 92. Wow, cũng lâu quá lâu. Rồi anh ha, tại giờ tới trăm bây giờ 132 là coi như là 92, 10, 30 cuốn, 40 cuốn chứ hả? Yeah. Wow, yeah, yes, yes, oh my god. Cái web series Trừ Yêu Đại Sư Quân trong một cái hình tượng rất là kiếm hiệp. Dạ. Dạ, anh có thể chia sẻ thêm giống như là những cái khó khăn hoặc là những cái tình huống nào mà anh chưa bao giờ chia sẻ với khán giả khi mà thực hiện cái web series đó? Ồ, cảm ơn Trúc Diễm. Kính thưa quý vị, nãy giờ chắc quên về cái vấn đề đó, là quý vị thấy ở phía đằng sau backdrop của Tâm có cái hình Trừ Yêu Đại Sư Quân. Thì năm vừa rồi đó thì Hoài Tâm có thực hiện cái web drama 3 tập mà có chiếu trên YouTube rồi. Thì quý vị giúp cho Hoài Tâm, nếu mà quý vị nào chưa có xem thì bước vào YouTube, search cái chữ Hoài Tâm Trừ Yêu Đại Sư Huynh hay là Trừ Yêu Đại Sư Huynh không cũng được, thì đón xem cái 3 tập phim mà lần đầu tiên thì Hoài Tâm bỏ một số vốn ra và quay Trừ Yêu Đại Sư Huynh. Thì cái nội dung phim thì nó, quý vị thấy cái hình nó nửa kiếm hiệp và nửa đời thường. Và cái phim này là lần đầu tiên mình làm một cái web drama mà nó quay ở Mỹ. Thì và quý vị biết rồi, làm sân khấu nó đã cực, làm quay phim nó còn cực gấp mấy lần nữa quý vị. Và quan trọng là trong cái phim đó là em phải múa giỏ rất là nhiều, cho nên trước khi quay phim là đạo diễn Phong Lê bắt em đi học 2 tháng múa giỏ với Cascader. Và cái người mà là double cho Tâm là cái người dạy giỏ cho anh luôn. Vừa cái đó gọi là môn gì, là môn thiếu lâm giỏ đen hay là giỏ cua giỏ còng vậy đó. Mấy đồng một giỏ đó. Mấy đồng một giỏ. Dạ, nói chung là thay anh học thì bạn anh dạy, cái người double anh dạy cho anh Tai Chi. Thì để có múa cho nó đẹp đồ này nọ để vô trong cái hình, at least là mặc dù là mình dùng kỹ xảo hay mình này nọ nhưng phải có thế. Đó, cũng phải múa được vài cái. Thì anh bỏ ra 2 tháng để học chung với người Cascader là người double của mình luôn. Mình học vậy rồi cái trong mình có ứng dụng vô trong thực tế không? Lỡ mà mình đi đường mình có cần bảo vệ bản thân mình vẫn có thể sử dụng vài thế giỏ? Thật sự ra em không cần luôn á em, tại vì các bạn người ta nhìn cái mặt anh là người ta sợ lắm, mà thấy anh vui vui vậy chứ mà nhiều khi người ta thấy mặt anh cũng hơi dữ người ta đó cũng anh làm nha. Thử coi. Đó, anh thấy chưa bao giờ thấy chuyện được trường hợp đó xảy ra. Nhiều khi người ta nói trời ơi đi vô đường đó nguy hiểm, coi chừng có chuyện gì bị hãm hại đó, mà sao anh cố tình anh đi những cái con đường tối để hãm hại mà chưa bao giờ thấy con bị hãm hại, bị hãm
Hôm nay mình trên đây là gia đình đang coi nên không dám dùng cái chữ hãm, dùng cái chữ hãm hại mà em còn cố tình. anh hay đi đường tối hay buổi, thay vì người ta chạy bộ, người ta chạy ban ngày, không, anh chạy ban đêm. Dạ, anh chạy ban đêm mà vẫn không có chuyện gì xảy ra. Vậy là anh phải hãm lại. Dạ, mà vấn đề là giờ chạy buổi tối cũng không có ai để anh hãm hại luôn. Em hỏi một câu để cho nó vui, nhưng mà thật ra khi mà anh làm trường yêu đại sư Huynh, anh có thấy có cái điều gì đó mà anh mong muốn là anh sẽ làm tốt hơn không? Hoặc là có cái gì đó anh chưa hài lòng khi làm không? Thực sự ra thì đây là bộ phim web drama lần đầu tiên đạo diễn Phong Lê cũng như là Tâm thực hiện. Bản thân Tâm là lần đầu tiên Tâm bỏ tiền và cũng như là mình là người producer ra làm luôn, thì đương nhiên nó phải không có thể là hoàn hảo được hết. Cái mà anh có thể happy nhất đó là cái những lời khen, những động lực và những tất cả nhiều, rất nhiều đạo diễn anh em trong nghề ở bên Việt Nam cũng như đây là gửi lời khen, đó là một động lực. Và quan trọng là khán giả họ rất thích và khuyến khích Tâm là phải làm thêm, tại vì Tâm làm có 3 tập thôi thì khán giả khuyến khích Tâm làm nên làm 4 năm 6 nữa. Nhưng có mà tính làm không? Anh nghĩ là chắc tương lai sẽ có làm, nhưng mà bây giờ thì chưa, tại vì khi mình làm 4 năm 6 nữa là mình phải làm nó khủng khiếp, nó hay hơn nữa. Và quan trọng là kỹ xảo nó phải khủng khiếp, nó hơn cái đó nữa mới đúng. Tại vì 1, 2, 3 mình làm là giống như giờ nó được 7 điểm đi, thì nếu mà làm cái 4, 5, 6, 7 thì nó phải là phải 7 điểm, 8 điểm để quý vị lôi cuốn mình còn ấy nữa. Thì anh sẽ làm. Sẽ làm, nhưng mà not now, tại bây giờ hết tiền rồi quý vị. Rồi, nếu như kỹ xảo, em tâm sự với quý vị, với một trừ yêu đại sư Huynh, quý vị coi đây, cứ 5 giây kỹ xảo là nó khoảng khoảng 1.000 đô. 1.000 đô cho 5 giây kỹ xảo. Thì quý vị cứ add on những cái, quý vị coi cái Trừ Yêu Đại Sư Huynh vô YouTube, hoặc là quý vị có thể vô trong cái channel của Thúy Nga, quý vị search trên Trừ Yêu Đại Sư Huynh, thì coi 3 tập cho Hoài Tâm. Thì bao nhiêu kỹ xảo mà quý vị cứ cộng lại thì mình sẽ biết. Để với lại biết là anh Hoài Tâm đã bỏ rất là nhiều những cái tâm huyết của mình ra để. Và không phải một mình Hoài Tâm mà tất cả như diễn viên như là tự anh Bảo Liêm, chị Hồng Đào, chị Giáng Ngọc, tất cả các diễn viên trẻ Tâm casting. Một cái điều quan trọng nhất là khi Tâm làm Trừ Yêu Đại Sư Huynh thì nếu mà quý vị sẽ thấy là trong đó có vài diễn viên trẻ rất là và rất tiềm năng. Hy vọng rằng là Tâm vẫn có sức để tiếp tục làm, để ở hải ngoại mình có thêm nhiều cái tài năng trẻ nữa. Dạ vâng, trước khi kết thúc chương trình thì muốn mời anh Hoài Tâm gửi đôi lời chào tạm biệt đến quý vị khán giả thân thương của anh Hoài Tâm và quý vị khán giả đang xem chương trình. Cảm ơn quý vị nãy giờ đã theo dõi và coi như là nghe cái câu chuyện tình của câu chuyện tâm sự của Tâm với Trúc Diễm. Cảm ơn Trúc Diễm đã làm một dịp cầu nối xe cái duyên để anh đến thêm khán giả biết anh ngày hôm nay. Thưa quý vị, trước khi rời xa quý vị thì Hoài Tâm chỉ nhắc quý vị, nếu quý vị chưa có dịp coi Trừ Yêu Đại Sư Huynh, giúp cho Hoài Tâm vào YouTube, hoặc là nhờ con cháu bấm vô YouTube cái chữ Trừ Yêu Đại Sư Huynh, coi giùm cho Hoài Tâm 3 tập để Tâm có thêm view, có thêm chút xíu tiền nữa. Để năm nay em làm một cái web drama khác, và em hứa với quý vị là sẽ rất là mới, sẽ có rất là nhiều, em sẽ đem đến nhiều sự bất ngờ cho quý vị. Dạ vâng, cảm ơn anh Hoài Tâm rất là nhiều. Cảm ơn anh đã dành thời gian đến tham gia talk show Trò Chuyện Cùng Trúc Diễm. Và quý vị khán giả thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho talk show đã hết. Mặc dù rất tiếc là phải tạm chia tay anh Hoài Tâm, nhưng hy vọng rằng trong tương lai sẽ mời anh Hoài Tâm quay trở lại talk show, nhiều khi chia sẻ thêm về web drama tiếp theo của anh cũng không chừng. Cũng không chừng. Vâng, Trúc Diễm và Hoài Tâm xin cảm ơn quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.